Các bạn nhìn nó tan hoang không? Lô xe ở đây coi như vỡ kính hơi nhiều luôn. Ôi chỗ này còn cái cây to này nó đổ xuống này, ui rồi tắc luôn. Tan hoang sau cơn bão đấy các bạn. Giờ này thì vẫn còn mưa, gió đã giảm đi rồi, nhưng các bạn thấy nó để lại một cái hậu quả gọi là vô cùng khốc liệt, thiệt hại vô cùng nặng nề luôn. Đây là những cái tép mà mình quay lúc nãy là nó bay lên này đấy. Mày thế nó lại không, hình như không vào xe nào. Có hai cái xe ở đây mà lại không bị. Quá nặng nề luôn. Đó các bạn thấy không, cây đổ hết, mấy cái cây cao vua kia thì trụi húi ấy, không còn một cái gì luôn. Không biết mấy cái ô tô ở trong kia thì trong cái hàng cây kia có bị làm sao không. Ôi, chặn hết đường rồi, chặn hết đường luôn. Mình tìm xem còn đường nào đi nữa không. Đây mới là ra khỏi cửa đây các bạn ạ. Mà cái thiệt hại đó là gọi là quá kinh khủng rồi. Khả năng là sẽ đi bằng đường kia vậy. Quay lại đi bằng đường kia thì vẫn đi được. Đây mới tính sơ sơ ở quanh đây thôi, quanh chỗ nhà mình ở thôi. Còn những chỗ khác nữa thì không biết là thiệt hại nó sẽ như thế nào. Quảng Ninh lần này thực sự là rất nặng nề. Mưa vẫn còn khá to đấy các bạn, nhìn gió còn khá to nhưng nó không mạnh bằng lúc nãy nữa. Nó không rít lên từng cơn, giật từng cơn như lúc nãy nữa. Đó, các bạn thấy không? Quá kinh khủng. Này, đường này vẫn thông này. Nhưng mà nó tan hoang hết rồi các bạn ạ. Những cái thiệt hại phải nói là rất là lớn. Cơn bão này nó quá to đi. Mình ở Hạ Long hai mươi mấy năm nhưng mà chưa bao giờ có một cơn bão nào nó lại khủng khiếp như cơn bão này. Ở đây có dây điện này. Này phải lựa đi qua rồi. Hiện tại thì toàn bộ Hạ Long vẫn mất điện.
đây cũng không đi được, chắc phải vòng ra đường này. Có rất nhiều ô tô đỗ ở ngoài trời thì chắc là cái sự thiệt hại cũng sẽ tương đối đấy. Bây giờ gió nó đã dịu tương đối nhiều rồi, nó không giật rít lên từng cơn nữa. Đấy, các bạn thấy không? Cả một hai cái hàng cây đổ rạp hết này. Không còn một cái cây nào luôn. Đây, để mình cố gắng tìm đường đi ra ngoài đường chính và đi về khu cái răm vườn đào xem. Bạn nhìn thấy không? Toàn bộ cây của khu đường ven biển, khu vực bao biển chỗ này đổ gục hết rồi. Đây các bạn nhìn này, gần như không còn cây nào luôn. Riêng thiệt hại về cây xanh như này tính ra đã rất nhiều, chưa nói đến những cái khác nữa. Tan hoang. Hạ Long tan hoang các bạn ạ. Rồi mình sẽ ấy, bên này là tắc bên tay làn bên tay trái này, tắc đường luôn các bạn này. Là cây chia đổ gần hết ra đường rồi này. Mọi thứ tan hoang. Hầu hết các mái tôn là đều dính đòn hết.
cây cối là gần như không còn cây nào. Bây giờ mình sẽ vào chỗ khu cái dăm nhé. Các bạn nhìn bên tay trái hàng cau vua bị vặt trụi lá, nhưng mà phải nói là cau vua nó vững chãi thật, hoặc có thể do cái tán lá nó không đủ khỏe cho nên là nó gãy lá và nó không bị đổ. Bạn nhìn nó tan hoang không? Kính ở đâu ạ? À, kính của cái nhà Tokyo Life này. Thôi, hôm nay không hẳn hoi là mình cái dính đinh thì bỏ mẹ. Như một bãi chiến trường. Ui, con xe này đỗ đây ăn đủ rồi, vỡ kính hậu rồi, bẹp tít. La liệt luôn. Đây con Ford này vỡ kính ở thùng, may vỡ kính ở thùng thôi. Ôi con xe này vỡ tan kính hậu luôn. Thiệt hại nặng nề các bạn ạ. Đây là khu cái dăm các bạn nhé. Để lên khu trên chỗ vườn đào cái xem chỗ khu công viên nước các thứ đấy, gần gần chỗ đấy đấy. Càn quét phải nói là kinh khủng khiếp.
nhìn thấy bây giờ cũng ngớt mưa và ngớt gió hơn rất nhiều rồi. Bão đã chính thức đi qua rồi, chỉ còn lại dơ dớp thôi. Bão mạnh nhất là cái lúc mình quay từ ban công nhà mình ra đấy. Lúc đấy phải nói là nghe cái tiếng gió thôi đã thấy nó rùng rợn. Mỗi lần nó rít lên từng cơn lạnh người luôn. Đây có một cái cột đèn chiếu sáng đổ. Tắt đường rồi. Lô xe ở đây coi như vỡ vỡ kính hơi nhiều luôn. Tan hoang các bạn ạ. Gần như là không còn một cái cây nào gọi là được nguyên vẹn cả. Này riêng thiệt hại về cây xanh thôi cũng đã để trồng lại, phục hồi lại những cái hàng cây trong thành phố như này cũng đã là rất nhiều tiền rồi. Trời cũng gần tối rồi các bạn. Bây giờ là 5:10. Với tình trạng như này không biết là có những cái cột điện, cái đường dây điện nào bị hư hại không. Nếu hư hại thì chắc chắn là đêm nay có khi lại chưa có điện các bạn ạ.
Vậy là cái video này của mình sợ là cập nhật nó sẽ bị muộn hơn một chút. Đây có cái ATM Vietcombank các bạn. ATM của Vietcombank là sập rồi. Đi kiểu như đi vào chiến trường. Đánh võng. Ngổn ngang các bạn ạ. Ôi chỗ này còn cái cây to này nó đổ xuống này, ui rồi tắc luôn các bạn. Không đi được rồi. Các quán xá này các bạn. Năng là mình sẽ lùi ra thôi, đi ở chỗ này lách chỗ kia cũng được nhưng mà dễ dính đinh lắm. Đi ra đường ven biển kia xem nào.
cũng ngổn ngang lắm ngoài này. Hôm nay này giờ này lại chiều cường các bạn ạ. Hôm nay thủy triều khá cao. Đây. Volley beach đây. Nơi có mấy em đứng trong con lồng kính nhảy đây. Cũng tan tác chim muông hết rồi. Cát nó hắt vào đây các bạn. Cát nó hắt từ biển vào đây, mưa nó hắt vào. Kinh không? Khả năng có khi lúc nãy là chiều nó còn lớn hơn, thì chiều nãy còn lớn hơn. Nó đánh vào đây này. Cái thanh sắt xương của cái máy tôn nó bay khắp nơi các bạn. Cây cối đổ rạp hết. Cường ở chỗ đằng bến phà cũ kia còn ngập nước rồi các bạn. Nhưng mà thôi mình không đi ra đấy vì nước mặn. Mưa vẫn rất to. Mưa thành từng cơn một.
vào trong khu vườn đào này xem nhé. Gió này bây giờ vẫn khá là to. Người này tép rơi xuống rồi, cả cái tép to luôn, tép này phải 5 khối. Có đi được không? Ngói, ngói của nhà nào rơi này. Nói chung là những xe đỗ ở ngoài đường này thì nếu không may mắn không bẹp thì cũng xước xát các bạn ạ. Vì tôn nó bay như chim đấy cơ mà. Ở đây là chợ vườn đào này. Đó. Quay sơ sơ cho các bạn thấy được cái thiệt hại của tối quá rồi. Nên là không sang được Hòn Gai các bạn. Bây giờ mà sang đến Hòn Gai thì tối thui, quay nó sẽ không rõ. Nhưng mà riêng riêng bên khu bãi cháy này đã thấy nó như bãi chiến trường rồi các bạn. Đợi mãi nó mới ngớt thì nó lại muộn quá rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nhé, cập nhật sơ sơ các bạn về tình trạng bão ở Hạ Long như vậy. Mình tin là bên Hòn Gai cũng sẽ ngổn ngang như bên này thôi.